Bạn đang tìm cho con loại bút màu an toàn có nhiều công dụng đúng không? Tới đây xem tôi chỉ cho bạn loại bút này. Bút màu thường vẽ lên giấy trắng bị thấm màu qua mặt sau của giấy, làm cho bức tranh của bạn nhìn có vẻ xấu. Vậy mà còn không thể trồng màu nữa chứ? Đừng lo, chỉ bạn loại bút này. Bút Acrylic vẽ không bị thấm qua giấy mà chúng còn có thể trồng màu lên nhau, giúp bạn thỏa sức sáng tạo. Ngoài ra bạn còn có thể dùng như bút tạo sáng, giúp bức tranh của bạn thêm sinh động hơn. Còn có thể vẽ lên mọi bề mặt nhẵn. Mua nó ngay cho con bạn.